Ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến kiểm tra dự án công trình xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 1 và công tác triển khai dự án nhà hát nghệ thuật thực nghiệm, nhà giảng đường và các công trình phụ trợ, cơ sở hòa lạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị. Đại tướng Lương Cường và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các hạng mục thi công giai đoạn 1 của dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là dự án lớn mang tầm cỡ quốc gia do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư, được triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 74 ha tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau 15 tháng thi công đến nay, dự án đã đạt được khối lượng nhất định, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là sau khi đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm kiểm tra, tiến độ dự án đã được đẩy nhanh hơn. Các nhà thầu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động nguồn lực thiết bị, vật tư phục vụ thi công. Công tác thi công triển khai theo đúng hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt, bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn về mọi mặt đại tướng lương cường ghi nhận biểu dương những nỗ lực tổ chức triển khai dự án của chủ đầu tư các nhà thầu đánh giá cao sự phối hợp hướng dẫn của cơ quan chức năng triển khai dự án thuận lợi đúng quy định của pháp luật đại tướng lương cường quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đến các cơ quan đơn vị liên quan đồng thời yêu cầu tổ chức triển khai xây dựng bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đấu thầu không để xảy ra tiêu cực thất thoát lãng phí quá trình triển khai thi công phải tuân thủ nghiêm quy trình quy định về bảo hộ an toàn lao động chất lượng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đáp ứng chủ trương, mục tiêu, nội dung đầu tư. Bảo tàng lịch sử quân sự này có thể nói là một cái dự án lớn, một công trình trọng điểm mà có ý nghĩa rất là quan trọng cả về lịch sử, thực tiễn và cái ý nghĩa chính trị xã hội. Đấy. Có thể đây là cái bảo tàng này, sau này chúng ta là tất cả trưng bày để phản ảnh cái lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thế và đồng thời cũng là một cái công trình văn hóa, một cái công trình, một cái công viên hả? nằm trong lòng thủ đô Hà Nội. Thì tôi nói cái tính chất cái nhiệm vụ này nó rất là lớn, rất quan trọng. Mà có thể nói là một cái công trình khó, đúng không? Yêu cầu rất là cao đại tướng lương cường yêu cầu các nhà thầu thi công đặc biệt là nhà thầu xây lắp chính phải có quyết tâm cao hơn nữa tập trung nhân lực vật tư thiết bị phối hợp hiệp đồng chặt chẽ tổ chức quản lý thi công khoa học đáp ứng yêu cầu về chất lượng kỹ thuật mỹ thuật trong đó, khẩn trương hoàn thành xong toàn bộ phần thô và thi công phần hoàn thiện, lắp đặt thiết bị thi công trưng bày trong tòa nhà chính, hoàn thành các gói thầu của dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 để đưa vào khai thác sử dụng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Đến kiểm tra công tác quản lý, khai thác, sử dụng công trình tại cơ sở hòa lạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao việc phát huy công năng sử dụng của công trình. Qua gần 2 năm đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất và thường xuyên của nhà trường. Thời gian tới, nhà trường cần làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, không để lãng phí. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà hát nghệ thuật thực nghiệm, nhà giảng đường và các hạng mục công trình phụ trợ cơ sở hòa lạc, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, đây là dự án có quy mô lớn, nhiều công năng sử dụng, nhất là khối nhà hát 1.000 chỗ có kiến trúc hiện đại, đặc thù, cùng với nhiều hạng mục được đầu tư đồng bộ. Công trình hoàn thành là trung tâm văn hóa tiêu biểu phục vụ các hội nghị, hội diễn, sự kiện của quân đội, nhà nước theo nhiệm vụ Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giao và các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại khu vực Hòa Lạc đại tướng lương cường yêu cầu cục hậu cần và trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tổng cục chính trị đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế bám sát chủ trương đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế dự toán chú ý phải bảo đảm yêu cầu thiết kế thi công và đảm bảo chi phí đầu tư theo quy định của pháp luật Dịp này, Đại tướng Lương Cường cũng đến thăm và động viên các học viên lớp huấn luyện quân sự tập trung quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng năm 2023 của cơ quan Tổng cục Chính trị đang học tập tại cơ sở Hòa Lạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.